Với cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Quảng Ninh đã và đang là điểm đến lý tưởng, nơi hội tụ của những sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, du lịch, vui chơi, giải trí tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Ngay trong lần đầu tiên trở thành điểm đến của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024. Với thành công của chuỗi hoạt động trong suốt 2 tuần Clipper Race đến Quảng Ninh, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện của tỉnh, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về một địa phương năng động, hội nhập, chuyên nghiệp và thân thiện, hiếu khách. Đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh du lịch của Hạ Long, Quảng Ninh ra thế giới, đồng thời thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Với hải trình 40.000 hải lý vượt biển và đại dương trong gần một năm, cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế như là một trong những giải đua khắc nghiệt và thách thức nhất trên thế giới. Đây là cuộc đua thuyền buồm uy tín của Anh có lịch sử gần 30 năm, hội tụ các doanh nhân, chuyên gia, các nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng. Mùa giải 2023-2024 là mùa giải thứ hai tỉnh Quảng Ninh có thuyền đua mang tên Hạ Long Bay Việt Nam tham gia cuộc đua. Và là lần đầu tiên Hạ Long Quảng Ninh trở thành một trong những đích đến của Clipper Race. Thuyền đua của Quảng Ninh cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia giải thể thao tầm cỡ quốc tế này. Tại mùa giải này, đội Hạ Long Bay có tổng số 64 thủy thủ tham gia, đến từ 21 quốc gia trên thế giới. Thuyền đua Hạ Long Bay mang biểu tượng hòn chống mái của di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cùng thông điệp khám phá bất tận đi khắp thế giới. Các thủy thủ của đội cũng được trang bị trang phục gắn logo quảng bá cho Hạ Long Quảng Ninh. Mỗi thủy thủ như đại sứ du lịch của Quảng Ninh Việt Nam, truyền tải thông điệp tới các đội đua và bạn bè khắp Nam Châu về một vùng đất an toàn, thân thiện, mến khách với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa, truyền thống giàu bản sắc, độc đáo, hấp dẫn và khát vọng hợp tác phát triển, kết nối khu vực và thế giới. Ngày 3 tháng 9 năm 2023, 11 đội đua đại diện cho nhiều quốc gia tổ chức trên thế giới bắt đầu cuộc đua mùa giải 2023-2024 tại thành phố Portsmouth, Vương quốc Anh, qua nhiều thành phố lớn ở khắp các châu lục và trở lại Anh, dự kiến kết thúc hành trình vào ngày 27 tháng 7 tới. Hạ Long Quảng Ninh là đích đến của cuộc đua số 7 mang tên Khám phá bất tận tại Vịnh Hạ Long. Các đội đua đã có 2 tuần từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 dừng chân tại Hạ Long để chuẩn bị cho hành trình vượt đại dương tiếp theo. 400 thủy thủ của 11 đội đua cùng đông đảo người thân gia đình các thủy thủ và những người yêu bộ môn đua thuyền buồm trên khắp thế giới đã đến với Hạ Long Quảng Ninh để cổ vũ cho cuộc đua, đồng thời trải nghiệm khám phá văn hóa vùng đất con người Quảng Ninh. Ngày 18 tháng 2, sau 20 ngày vượt biển từ cảng Coralsea, thành phố Whitsunday, Australia, đội đua Trinh Tao là đội đầu tiên cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây cũng là đội về nhất cuộc đua số 7 đến Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Các đội đua về nhì và ba lần lượt là Chu Hải và UNICEF. Ngày 19 tháng 2, thuyền đua Hạ Long Bay Việt Nam của Quảng Ninh về đích ở vị trí thứ 5. Tôi rất tự hào khi đưa thuyền buồm Hạ Long Bay Việt Nam về nhà. Chặng đua số 7 khám phá bất tận tại Vịnh Hạ Long là một trong những cuộc đua toàn đội mong chờ nhất. Ngoài thử thách về thời tiết, thì chúng tôi rất thuận lợi khi gặp gió mùa khiến cho chúng tôi hoàn thành chặng đua sớm hơn dự kiến để đến với Hạ Long, Việt Nam, vùng đất xinh đẹp mà đội đua thuyền chúng tôi đang đại diện và thi đấu hết mình. We got here. We really dig deep at times to get here. Great crossing. Chúng tôi đã vượt 1.500 dặm để đến được với Vịnh Hạ Long. Thật hạnh phúc khi có mặt ở đây. Thực sự rất tự hào khi là thành viên thuyền đua đại diện cho Việt Nam và đang rất háo hức để khám phá vùng đất xinh đẹp này. Với hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại đã được quan tâm đầu tư, bao gồm cả đường cao tốc, sân bay và đặc biệt là cảng tàu khách quốc tế, tỉnh Quảng Ninh đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế như Clipper Race. Để chuẩn bị cho sự kiện, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đồng hành, phối hợp với ban tổ chức cuộc đua, đảm bảo các điều kiện tốt nhất, hỗ trợ tối đa cho các đội đua nhằm mang đến những trải nghiệm ấn tượng trong thời gian dừng chân tại Hạ Long. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng đến của cuộc đua và các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện tốt nhất từ khu vực cập cảng, các điều kiện về kỹ thuật an toàn.
cùng với các lực lượng của tỉnh như lực lượng biên phòng, sở du lịch, lực lượng hải quan cũng như ban quản lý vịnh Hạ Long thì chúng tôi đã chào đón đoàn mọi điều kiện tạo những điều kiện thuận lợi nhất. Chúng tôi được sự chào đón và hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía chính quyền tỉnh Quảng Ninh, sở du lịch tỉnh và cả cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là lần đầu tiên các đội đua thuyền buồm Clipper Race đến vịnh Hạ Long và họ đều rất háo hức. Gần 2 tuần dừng chân tại đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi khám phá vùng đất xinh đẹp này. Clipper Race không chỉ đơn thuần là cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới mà còn là cầu nối liên kết hiệu quả giữa điểm đến với người dân, du khách và các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Do đó, sự kiện Clipper Race tại Hạ Long, Quảng Ninh là một trong những hoạt động xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư du lịch trọng tâm của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Bên cạnh công tác tổ chức các hoạt động chuyên môn liên quan đến cuộc đua, nắm bắt cơ hội từ Clipper Race, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch. Trọng tâm là hội nghị xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư du lịch Quảng Ninh, mở ra cơ hội kết nối hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa các doanh nghiệp của Quảng Ninh và các nhà đầu tư quốc tế đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh, nơi đặt trụ sở của ban tổ chức cuộc đua. Tại hội nghị, doanh nghiệp hai bên đã được kết nối trực tiếp, chia sẻ, thảo luận, giới thiệu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh cũng có những cam kết mạnh mẽ, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình các nhà đầu tư quốc tế nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh. Tôi rất là vui mừng được đến Quảng Ninh và thấy sự kiện đua thuyền buồm quốc tế đến Quảng Ninh. Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để mang Quảng Ninh đến với thế giới cũng như là mang thế giới đến với Quảng Ninh. Về cơ hội hợp tác thì tôi thấy rằng là giữa Vương quốc Anh và Quảng Ninh thì có rất nhiều lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác, cụ thể như là logistics hoặc là đóng tàu và phát triển hạ tầng bền vững, phát triển năng lượng tái tạo. Ngoài ra một số những cái lĩnh vực khác như là giáo dục và đào tạo, y tế thì cũng là những cái lĩnh vực rất là tiềm năng để hai bên có thể hợp tác. Chúng tôi có một team ở Thành phố Hồ Chí Minh và một team ở Hà Nội, thì là hiện nay thì có một số những cái dự án cụ thể như là về phát triển năng lượng tái tạo ở Quảng Ninh mà chúng tôi đã và đang rất là hỗ trợ để xúc tiến, và hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta có thể có những cái dự án cụ thể để thể hiện thực hóa cái cơ hội hợp tác giữa Vương quốc Anh và Quảng Ninh. Thì là một sự kiện rất là tốt để bản thân điểm đến với Hạ Long, một di sản thiên nhiên thế giới, cũng như là doanh nghiệp mà phát triển trong lĩnh vực du lịch bền vững như chúng tôi có được cơ hội để có thể tiếp cận được với các doanh nhân, du khách và các bạn bè trên thế giới. Thì cũng nhân cái cơ hội này thì chúng tôi đánh giá đây là một cơ hội rất là tiềm năng. Vịnh Hạ Long được hiện diện trên rất nhiều các cái ấn phẩm truyền thông, cũng như là một hình ảnh rất thân thiện của lòng mến khách, cũng như là một cái dịch vụ du lịch bền vững ở Việt Nam có thể mang ra với bạn bè trên thế giới. 2 tuần tại Hạ Long cũng là khoảng thời gian các thành viên Clipper Race hiểu hơn về vùng đất xinh đẹp bên bờ di sản. Có kỳ quan Vịnh Hạ Long 3 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, với thành phố hiện đại, phát triển, năng động, hội nhập, nhưng cũng giàu truyền thống lịch sử qua những trầm tích văn hóa lâu đời. Những vị khách quốc tế được khám phá một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam với những trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn và sống động. Tham quan các điểm đến là thương hiệu của du lịch Quảng Ninh như di sản Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, các trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa địa phương như City Tour, thưởng thức chả mực Hạ Long cùng nhiều đặc sản ẩm thực thú vị, hay khám phá vùng đất cuộc sống của đồng bào dân tộc Dao ở khu vực vùng cao của thành phố. Chúng tôi bắt đầu với trải nghiệm tìm hiểu về nghệ thuật thêu của phụ nữ Dao, đi xe đạp, tham quan bản Dao. Chúng tôi cũng cùng người dân trồng cây, đi hái măng trúc trong rừng, sau đó nướng măng và thưởng thức món măng mà chính tay chúng tôi hái. Cùng với đó là rất nhiều món ăn truyền thống của người dân địa phương, và chúng tôi cũng đi bè trên suối nữa. Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm những điều thú vị và khác biệt như vậy. Với tôi, Hạ Long không chỉ có những núi đá trên vịnh, mà vùng núi của thành phố cũng rất đáng để khám phá. Hãy
Thành phố của các bạn tuyệt đẹp. Từ trên bờ có thể thấy cả khung cảnh những hòn đảo, cuộc sống của ngư dân trên những con thuyền đánh cá. Tôi rất là thích. Bên cạnh đó thì nhịp sống của thành phố cũng hiện đại và hối hả. So với thời điểm năm 1999 khi mà tôi đến đây, thì rõ ràng là các bạn đã rất phát triển. Lúc đó tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đua thuyền buồm đến Vịnh Hạ Long. Và thật là kỳ diệu, ngày hôm nay tôi đã ở đây. Clip Parade thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, không chỉ trong nước mà cả quốc tế, góp phần tích cực đưa Hạ Long Quảng Ninh ra thế giới. Trong suốt cuộc đua, hình ảnh về vùng đất con người Hạ Long Quảng Ninh, thuyền buồm Hạ Long Bay Việt Nam liên tục được lan tỏa trên các trang truyền thông quốc tế. Bám sát các hoạt động của Clip Parade tại Hạ Long, có nhiều nhà báo, tổ chức truyền thông cũng thường xuyên cập nhật đăng tải hình ảnh của đội đua và những trải nghiệm của các thủy thủ về thiên nhiên, văn hóa, những con người thân thiện ở vùng đất di sản. Theo thống kê, trung bình tại mỗi cuộc đua, mỗi thuyền đua và cảng đến nhận được trên 6.000 lượt đăng tải trên các loại hình báo chí truyền thông, hơn 2.000 lượt đăng tải trên các trang mạng xã hội và truyền tải thông tin tới 165 quốc gia trên thế giới, mang lại hiệu ứng truyền thông tốt cho Hạ Long Quảng Ninh. Kể từ khi tới Hạ Long thì đội ngũ truyền thông của chúng tôi đã đưa tin về sự kiện thuyền đua cập cảng, việc đón tiếp và chào mừng thuyền đua rất nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh. Các tin bài thì đều được chúng tôi gửi tới các trang thông tin về các giải đua thuyền buồm quốc tế, các hãng thông tấn quốc tế, trong hệ thống thông tin của Clip Parade với khoảng 100 đầu mối để thông tin tới thế giới về Vịnh Hạ Long và các trải nghiệm tuyệt vời mà đoàn đua có tại đây. Clip Parade là cầu nối truyền tải những ấn tượng tốt đẹp về tỉnh Quảng Ninh tới người thân, bạn bè, đối tác của cuộc đua, để điểm đến Quảng Ninh được lan tỏa và có nhiều hơn cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và phát triển du lịch bền vững. Chuỗi hoạt động Clip Parade được tổ chức thành công, khẳng định năng lực của Quảng Ninh cả về kinh nghiệm, cơ sở vật chất, chuyên môn trong tổ chức các sự kiện du lịch thể thao tầm cỡ quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm kết nối khu vực và thế giới. Thành phố này thực sự là một nơi rất tuyệt vời. Nơi này nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Và sau những tháng ngày lênh đênh trên đại dương, thời điểm chúng tôi xuyên qua những dặng núi trên biển tiến vào cảng, thời khắc đó quả thực rất diệu kỳ. Và cùng với đó là một thành phố du lịch sôi động, đã khiến nơi này trở thành một đích đến tuyệt vời. Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, sự đón tiếp nồng hậu của người dân đã khiến hai tuần qua trở thành một khoảng thời gian hết sức đáng nhớ với chúng tôi. Ngoài ra, tôi nghĩ đến Việt Nam lần này là một trong những trải nghiệm văn hóa không hề tương tự bất cứ nơi nào chúng tôi từng có. Con người ở đây thực sự rất thân thiện, mến khách, cởi mở, nồng nhiệt, và tôi nghĩ rằng thủy thủ đoàn của chúng tôi rất ấn tượng với điều đó. Từ những cái sự kiện quốc tế lớn như thế này cũng lan tỏa được đến với lại du khách, và đây cũng là một trong những cái khởi đầu mới của một năm mới. Hy vọng là chúng tôi sẽ có một năm du lịch tràn đầy những cái sức sống mới. Sau 2 tuần dừng chân tại Hạ Long, ngày 2 tháng 3, 11 đội đua Clip Parade đã lên đường tiếp tục hải trình vượt biển và đại dương. Hiện các đội đua vừa hoàn thành cuộc đua số 8 từ Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam đến thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đội đua Hạ Long Bay Việt Nam xuất sắc cán đích ở vị trí dẫn đầu, trở thành đội chiến thắng ở cuộc đua số 8. Đây là chiến thắng thứ 3 của đội Hạ Long Bay trong mùa giải này. Với chiến thắng này, đội đua đại diện cho Quảng Ninh, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng chung cuộc. 11 đội đua sẽ bắt đầu cuộc đua tiếp theo đến thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 12 tháng 3 tới. Qua Clip Parade, hình ảnh Vịnh Hạ Long không còn chỉ là biểu tượng trên con thuyền của đội đua Hạ Long Bay, mà còn sống động, hấp dẫn hơn qua những câu chuyện chân thực, những ấn tượng tốt đẹp của thủy thủ về vùng đất, con người, văn hóa nơi đây, và tiếp tục lan tỏa đến những nơi họ đi qua trong hành trình vòng quanh thế giới.